Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, ngay từ những năm 1970 đến nay, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành các cuộc cải cách quy định về điều kiện kinh doanh mạnh mẽ nhằm loại bỏ những quy định gây cản trở cho hoạt động kinh doanh. Ví dụ năm 1980, Thụy Điển ban hành một đạo luật cắt xén giúp bãi bỏ hàng trăm quy định về điều kiện kinh doanh và đã bãi bỏ gần 90% các quy định về giáo dục. Ở nước ta, trong hơn 15 năm qua, chính phủ đã và đang có rất nhiều nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh. Nhưng Việt Nam vẫn đang thiếu một bộ công cụ rà soát cắt giảm quy định về điều kiện kinh doanh dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với việc mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong năm 2018 mà chính phủ đề ra hồi đầu năm, tính đến hết ngày 31 tháng 10 vừa qua, cơ bản là chưa hoàn thành, thì rõ ràng Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm trong công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh này. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này tiếp tục chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, mục tiêu chưa hoàn thành, với góc nhìn từ các chuyên gia nước ngoài cùng những bài học kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh là một công cụ quản lý nhà nước tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới. Các quy định về điều kiện kinh doanh hợp lý sẽ góp phần bảo vệ được những lợi ích chung của xã hội, duy trì trật tự và cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Ngược lại, những quy định không hợp lý sẽ tạo rào cản, gia tăng chi phí và rủi ro cho hoạt động kinh doanh, tạo cạnh tranh không lành mạnh, cản trở sự phát triển. Kính mời quý vị đến với phòng tổng hợp sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cách đây hơn 20 năm, Thụy Điển cũng ở tình trạng giống Việt Nam, khi điều kiện kinh doanh không thể kiểm soát được. Rồi công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng trở thành vấn đề cấp thiết của Hàn Quốc. Và chúng tôi xin trích dẫn lời của chuyên gia này để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đừng có không chỉ chặt chém điều kiện kinh doanh mà phải chặt chém quy định. Và cái chặt chém quy định này thì nó phải được thực hiện, không thể từ dưới lên, có nghĩa là giao cho các bộ tự rà soát và tự làm. Và tôi cho rằng là cần phải thành lập một cơ quan độc lập có chức năng là chặt chém quy định hoặc là cắt xén quy định, và ghi rõ chức năng chính là cắt xén quy định như ở Hàn Quốc, như ở Thụy Điển, như ở Úc, như ở Anh, vân vân. Đó đúng là tên hay deregulation, gọi là chặt chém quy định của Hàn Quốc vào năm 1999-2000. Chính vì việc rất nhiều điều kiện kinh doanh đôi khi vượt ra khỏi mục đích tốt là đảm bảo an toàn, an ninh cho quốc gia, mà trở thành gánh nặng, rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp. Nên ngay từ những năm 1970 đến nay, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành các cuộc cải cách quy định về điều kiện kinh doanh mạnh mẽ nhằm loại bỏ những quy định gây cản trở cho hoạt động kinh doanh. Theo tài liệu của OECD, vào năm 1980, Thụy Điển ban hành một đạo luật cắt xén giúp bãi bỏ hàng trăm quy định về điều kiện kinh doanh. Ví dụ, ở lĩnh vực giáo dục, đã bãi bỏ gần 90% các quy định. Đồng thời, đạo luật cắt xén với cơ chế đăng ký quy định còn giúp làm giảm tốc độ ban hành quy định mới. Ở Hàn Quốc, vào giai đoạn 1997-1998, Ủy ban Cải cách Pháp luật đã áp dụng phương pháp máy chém dưới hình thức một sắc lệnh của Tổng thống để cắt giảm quy định. Họ buộc các cơ quan nhà nước phải chứng minh sự cần thiết của quy chế hành chính. Nếu không chứng minh được, thì quy chế đó sẽ đương nhiên bị hủy bỏ. Nhờ một cuộc triệt để như vậy, trong vòng gần 2 năm, Hàn Quốc đã hủy bỏ gần 1/2 số quy chế hành chính, từ số lượng 11.125 quy chế vào đầu năm 1998, đã giảm xuống còn 6.308 quy chế vào cuối năm 1999, chưa kể 2.411 quy chế được sửa đổi. Hay ở Canada, nguyên tắc được áp dụng để hạn chế điều kiện kinh doanh là nguyên tắc một đổi một, nghĩa là nếu đưa ra một điều kiện mới thì phải bãi bỏ một điều kiện hiện hành. Trong 2 năm vừa rồi chúng ta đã làm được, chính phủ đã làm được rất nhiều việc. Và có thể nói rằng là đang trên cái đà và cái hướng là đúng đắn, hướng là phù hợp. Cho nên chúng ta cần phải thúc đẩy cái hoạt động này. Đấy. Thì có lẽ
cái mà cải thiện mà để mà vừa là giải quyết vấn đề trước mắt, vừa có thể cái lâu dài, thì chúng ta khung khổ thì chúng ta lấy chuẩn mực quốc tế, và trong hành động cụ thể thì chúng ta hãy nhìn những vướng mắc nhất nào của doanh nghiệp, những bức xúc nào của doanh nghiệp, chúng ta tháo gỡ nó. Ở nước ta, trong hơn 15 năm qua, chính phủ đã và đang có rất nhiều nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh. Nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Kết quả đáng ghi nhận nhất đó là việc bãi bỏ khoảng 160 giấy phép kinh doanh vào giai đoạn năm 2000-2003 được thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện luật doanh nghiệp. Kể từ đó đến nay, hầu như chưa có thêm một kết quả đáng kể nào về cải cách quy định điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh. Cho đến giai đoạn nóng bỏng nhất vào cuối năm 2017 với phát súng đầu tiên của Bộ Công Thương. Từ cái trường hợp của Bộ Công Thương thì tôi thấy rằng là đây có thể là một điển hình tốt để các bộ khác cũng phải thấy rằng là cũng cần phải có sự thay đổi, cũng cần phải chủ động hơn trong cái việc rà soát cái điều kiện kinh doanh và dự kiến những cái điều kiện kinh doanh mà sẽ bãi bỏ. Và nếu như chúng ta thấy được rằng là có một cái sức lan tỏa rất là tốt ở các bộ khác và các cái lãnh đạo của các bộ liên quan khác thì cũng chủ động trong cái việc và thực sự là quyết tâm cải cách, thì tôi nghĩ rằng là những cái điều kiện kinh doanh này sẽ được bãi bỏ một cách đáng kể. Chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh hầu như chưa có thay đổi đáng kể, vẫn tương tự như hơn 10 năm trước đây. Tác động tiêu cực và bất cập của quy định về điều kiện kinh doanh vẫn luôn luôn là bức xúc lớn của doanh nghiệp và là trăn trở của nhiều chuyên gia cải cách. Cái tinh thần cải cách của cái luật doanh nghiệp ấy muốn là bỏ các cái điều kiện kinh doanh đi, và thứ hai là không có giấy phép con nữa, nhưng mà bây giờ cái thực trạng giấy phép con lại quay lại. Đấy, và chính phủ cũng đang rất là đau đầu trong cái việc là làm sao mà bãi bỏ được cái giấy phép con của các cái bộ ban ngành. Thì tôi nghĩ là nếu mà phải xây dựng chính phủ kiến tạo là phải triệt để giải quyết được cái vấn đề giấy phép con thì mới là đúng cái tinh thần của quy định của luật doanh nghiệp. Tôi nghĩ chúng ta tốn quá nhiều công sức, trong khi đó những cái đạt được thì thực sự là không nhiều. Ở trong báo cáo này đã nêu riêng một cái nghị định 15 thôi về sửa đổi về vệ sinh an toàn thực phẩm thì nó có thể là giúp doanh nghiệp giảm chi phí được 3.700 tỷ một năm. Đấy là đối với nhóm thực phẩm không thôi, và một nghị định không thôi, với 15 nghị định mà xóa bỏ điều kiện kinh doanh, nếu chúng ta cứ nhân với 3.700 tỷ thôi thì sẽ thấy con số đó là lớn bao nhiêu. Nhưng 3.700 tỷ đó đã mất trong 5 năm liền trước khi bỏ được. Cái chi phí xã hội bỏ ra thời gian vừa qua là quá lớn để cho đạt được một cái bước cải cách mà cắt được mất đi 3.700 tỷ một năm. Rõ ràng, sau phát súng đầu tiên của Bộ Công Thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh trong năm 2017, thì sang đến năm 2018 đã có rất nhiều nỗ lực trong cuộc chạy đua cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành. Nỗ lực là có, nhưng có như kỳ vọng và mong muốn hay không thì lại là một câu chuyện khác. Có rất nhiều các chuyên gia nghi ngờ rằng là cái đợt những cái điều kiện kinh doanh mà đã được bãi bỏ thì thực sự đã là thực chất hay chưa. Và rất nhiều các chuyên gia ở một khía cạnh này hoặc một cái cạnh khác hoặc ở trong một số những cái tình huống rất cụ thể thì họ nói rằng là có những điều kiện kinh doanh nó không cắt giảm thực sự mà nó có thể chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Có nghĩa là bãi bỏ cái điều kiện nhưng thay vào đó thành một cái quy chuẩn hoặc một cái yêu cầu khác. Hay có những điều kiện kinh doanh mà ngay cả khi không bãi bỏ nó thì đương nhiên cũng có thể gọi không gọi là điều kiện kinh doanh. Nhiều người nói rằng Việt Nam đang thiếu một công cụ thực sự sắc bén để có thể giúp cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách mạnh mẽ và nhanh gọn nhất. Cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ và đang tìm kiếm một công cụ cắt xén điều kiện kinh doanh hiệu quả. Nhiều chuyên gia nói rằng Việt Nam vẫn đang thiếu một công cụ thực sự sắc bén để có thể giúp cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách mạnh mẽ và nhanh gọn nhất. Vậy thực sự công cụ sắc bén đó là gì và có cần phải có loại công cụ đó hay không? Đến nay thực sự vẫn còn nhiều tranh luận xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên, nhìn vào môi trường kinh doanh Việt Nam, nhìn vào những điều kiện kinh doanh hiện hành, các doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài đánh giá như thế nào? Kính mời quý vị đến với ghi nhận sau của chúng tôi.
trên thế giới đã có nhiều nước thành công trong việc có được một công cụ sắc bén để cắt bỏ những điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp. Và Việt Nam hoàn toàn có thể có được những bài học bổ ích từ thực tiễn các nước tiên tiến này. Nhưng làm thế nào để Việt Nam có được một công cụ thực sự sắc bén giúp cắt bỏ hết những điều kiện kinh doanh, những rào cản được tồn tại dưới nhiều hình thức, để cộng đồng doanh nghiệp không còn bị trói buộc vào những điều kiện kinh doanh vô lý nữa? Đó không phải là một việc dễ làm. Chúng ta biết là cắt giảm điều kiện kinh doanh thì là một phần. Nhưng mà hàng ngày, hàng giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những điều kiện kinh doanh mới được ban hành. Cái mà tôi lo lắng hiện nay là chúng ta chưa thực sự có một cái kênh kiểm soát có hiệu quả những cái điều kiện kinh doanh mới ban hành. Thì nếu như không kiểm soát tốt cái việc đó thì chúng ta lại giống lại tình trạng khoảng 20 năm trước đây. Khi mà năm 2000-2003 chúng ta cắt giảm điều kiện kinh doanh. Và sau đó thì sau 10 năm thì điều kiện kinh doanh lại quay trở lại. Ở Việt Nam, tình trạng luật này thì nói thế này, nhưng có một luật khác lại trùng lặp và chồng chéo lên là không hề hiếm gặp. Điều này khiến cho các doanh nghiệp cảm thấy hoang mang bởi họ không biết ai sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm, ai là người mà các doanh nghiệp cần làm việc cùng hoặc làm như thế nào. Chỉ khi nào Việt Nam giải quyết được các vấn đề, quy định pháp luật chồng chéo, các quy định gây khó doanh nghiệp thì môi trường kinh doanh của Việt Nam mới tốt lên được. Rõ ràng, Việt Nam có hẳn một bộ phận thuộc Bộ Tư pháp có chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng dường như cơ quan này chưa có được một tiếng nói và quyền lực thực sự để có thể giúp tham mưu cho chính phủ, cũng như đủ mạnh tay cắt giảm những điều kiện, những đề xuất của các bộ ngành khác. Khi mà chất lượng điều kiện kinh doanh trở thành nỗi ám ảnh với cộng đồng doanh nghiệp, khi mà các bộ ngành dường như chưa đủ mức độ sẵn sàng cho một cuộc chiến cắt giảm mạnh mẽ, thì có lẽ những nỗ lực gần đây của chính phủ đang trở thành một động lực mới để các bộ ngành vào cuộc cho một cuộc cải cách thực sự đủ mạnh. Thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thế giới đã có những cải thiện liên tục và đã đạt được thứ hạng khá cao. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa và có thể có được một môi trường kinh doanh tốt hơn nhiều, vì còn rất nhiều tiềm năng, trong đó có việc giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Và đây có thể được coi là một trong những điểm mạnh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Và điều này rõ ràng sẽ tốt cho cả các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, bởi chính bản thân họ cũng sẽ được hưởng lợi nếu môi trường kinh doanh tốt hơn với chi phí sản xuất rẻ hơn. Chính phủ là người làm cho môi trường đầu tư kinh doanh được hanh thông và thuận lợi, thì rõ ràng điều này rất đúng với chính phủ và môi trường kinh doanh của Việt Nam trong thời gian qua. Khi mà năm ngoái, Việt Nam đã tăng khá nhiều bậc trong các bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh cũng như môi trường kinh doanh trên thế giới. Một trong những cách làm rất thông minh mà Mỹ đang thực hiện đó là khi xây dựng một đạo luật nào đó, họ sẽ xây dựng các dự thảo luật rồi đưa dự thảo luật đó ra công chúng. Nghĩa là ai cũng có thể đọc được và ai cũng có thể viết ra những bình luận, thậm chí là phàn nàn liệu những luật đó nếu được đưa vào thực thi sẽ gây ra những khó khăn gì cho người thi hành. Những việc này thực sự là rất có ý nghĩa với những nhà làm luật, bởi sau khi thu thập tất cả các ý kiến bình luận, các nhà làm luật sẽ hiểu những gì thực sự tốt, những gì gây khó cho người thi hành luật. Đáng lẽ sức lực đó của doanh nghiệp để mà lo cải thiện năng lực cạnh tranh, để mà lo tồn tại được trên thương trường, chứ đừng để phải lo chiến đấu với bộ máy nhà nước về những cái điều kiện kinh doanh như thế này nữa. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái cần phải đưa ra tiếp trong thời gian tới. Hiện nay thì có nhiều cách. Kinh nghiệm quốc tế thì cũng chỉ ra là trong những giai đoạn ban đầu của cải cách thì đôi khi chính phủ có thể áp dụng những cái nguyên tắc kiểm soát điều kiện kinh doanh, mà đôi khi nói ra thì đôi khi người ta nghĩ là nó không phù hợp với Việt Nam. Ví dụ như có những nước người ta áp dụng cái nguyên tắc một đổi một, có nghĩa rằng là trong cái giai đoạn ban đầu của cải cách ấy, thì các bộ ngành nếu như ban hành một cái điều kiện kinh doanh mới thì họ phải cắt bỏ đi đâu đó một cái điều kiện kinh doanh hiện nay, có nghĩa là nguyên tắc một đổi một. Cũng có nước áp dụng cái điều khoản ta tạo gọi là mặt trời lặn, có nghĩa rằng người ta quy định là các quy định về điều kiện kinh doanh nó sẽ đương nhiên hết hiệu lực sau 5 năm hoặc là 3 năm chẳng hạn, và để chứng minh được cái điều kiện kinh doanh đó có được tiếp tục áp dụng hay không thì doanh nghiệp phải đánh giá lại cái sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp lý của điều kiện kinh doanh đó. Và nếu như không chứng minh được sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì điều kiện kinh doanh đó thì điều kiện kinh doanh đó đương nhiên được bãi bỏ, ta tạm gọi là điều khoản mặt trời lặn. Thế thì nên như vậy, trong những giai đoạn đầu của cải cách, khi mà cái nhận thức cũng như cái hiểu, cái gọi là cái nhận thức và cái hiểu sâu sắc về cái bản chất của cái câu chuyện về cải cách điều kiện kinh doanh không phải chỉ là bãi bỏ một cách cơ học, mà thay đổi cái tư duy quản lý, thay đổi cái phương thức,
nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh doanh, thì những cái công cụ như vậy đôi khi nó cũng đã rất hiệu quả. Với việc đạt được 97% kế hoạch đề ra trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của năm 2018, và đó cũng mới chỉ tính về mặt số lượng, chưa tính về mặt chất lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm và còn tồn tại, thì rõ ràng vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho các năm tiếp theo nếu muốn môi trường kinh doanh Việt Nam được thực sự minh bạch và thông thoáng. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, có khán giả ở địa chỉ mailinhphạm@gmail.com gửi thư về chương trình và hỏi: cho tôi hỏi vấn đề như sau. Công ty của tôi tổ chức đấu thầu nhưng chưa biết áp dụng hình thức như thế nào cho đúng. Gói thầu là hàng hóa dịch vụ có giá trị không quá 600 triệu đồng. Vậy tôi hỏi, tôi có được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn hay không và thủ tục như thế nào? Mong chuyên mục giải đáp giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mời luật sư trả lời ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2013, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và được thuộc một trong các trường hợp sau đây. Trường hợp 1, gói thầu dịch vụ phí tư vấn thông dụng và đơn giản. Trường hợp 2, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng sẵn có trên thị trường với các đặc tính đã được tiêu chuẩn hóa và đã tương đương nhau về chất lượng. Thứ ba là gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế và bản vẽ thi công được phê duyệt. Như vậy, căn cứ vào cái điều 57 của Nghị định 63 năm 2014 quy định về phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh, thì chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường quy định tại khoản 1 điều 23 mà tôi vừa nêu trên có giá trị không quá là 5 tỷ đồng. Thứ hai là chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 23 luật đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng. Gói thầu quy định tại điểm B và điểm C khoản 1 điều 23 của luật đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng. Và gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng. Như vậy trong trường hợp này của công ty bạn là gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ có giá trị khoảng không quá 600 triệu đồng thì vẫn thuộc cái trường hợp được áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn. Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra các cái nội dung nêu trên thì cũng đều là căn cứ trên quy định pháp luật và do bạn cung cấp. Và để tìm hiểu kỹ hơn, nội dung kỹ hơn thì bạn có thể tham khảo thêm Nghị định 63/2014 của Chính phủ về vấn đề này. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.